Hello mọi người, em lên vét dạ nha. Ăn thêm cho một chấm nha mọi người nha. Hello mọi người. Thế em dây một chấm nha mọi người nha. Châu châu rồi kìa. Mấy cái bịch bên này sao đây bé? Chỉ gọi lại hết đi. Dùng cái gì nữa? Anh em dây một chấm nè mọi người ơi. Buồn quá trời. Không ai chấm cho ông Phát luôn. Châu chấm cho ông Phát coi Châu. Thấy ghê quá không? Bà Như đâu rồi ta? Sáng thấy bà Như giờ không thấy bà Như. Gì vậy đó? Bị gì vậy? Có cái áo khoác vàng cho bạn mà bạn đi thôi. Bay. Anh em cho một chấm. Nó bút bút em chị sao bên đó vậy? Bút em gọi chị. Cái bóng giác là thu gì? Chào Châu Châu nè. Sao không mặc canh? Vì cho canh đổi con khác. Chào chị Thảo Thanh nè. Mấy chị Thảo Thanh còn ai thấy em cho em một chấm đi mọi người. Áo rất là đẹp nha. Một con blazer nè mọi người nha. Con blazer màu vàng nè. Con blazer màu vàng. Ai thấy em không nè? Chào chị Thảo Thanh nè. Chào chị Bảo Khanh nè, vô mua đi Bảo Khanh ơi. Hàng đẹp lắm chị Quỳnh ơi. Buồn quá, ế quá. Con này vest hè nha. Con này blazer hè nha. Mấy chị Quỳnh thấy em không? Quỳnh đâu? Quỳnh bên này. Trời ơi chị Phương Thảo 3 chấm. Trời ơi coi thấy rồi chị Phương Thảo nè. Nãy giờ bị ẩn comment không thấy gì hết. Hello. Chào chị Phạm Hồng Hà nè.
Rồi thấy chị Phương Thảo rồi nha, lên tiếp đi nè. Nó phải mạnh như vậy đó, nhẹ nhẹ nó không có Phạm Thảo hỏi áo kẻ nào Phạm Thảo ơi. Canh Áo kẻ canh mới 100% nha, cúc này vẫn còn bọc luôn nè. Áo canh 120 thôi nha mọi người ơi, rẻ bèo rẻ mạt luôn á. Nè, vẫn còn mới luôn, cúc bọc bạc luôn nha. Ừ, đợi em xíu em lên em share cái nha. Đúng rồi nha chị Phạm Thảo ơi. Ủa chị có chốt không? Chị để chị ghi vậy là chốt hay không chốt vậy? Chị Phạm Thảo chốt thì cho em xin số điện thoại nha chị Phạm Thảo. Hello, mấy chị Phạm Thảo còn thấy em không? Buồn quá. Máy của chị máy của chị Phương Thảo còn thấy em không chị ơi? Hay là lại bị ẩn comment rồi? Rồi em lên tiếp nha mọi người nha. Mọi người có yêu cầu gì không? Lên ngắn, lên dài gì không mọi người? Con vàng này mọi người có thích không nè? Con vàng này là vest hè nha mọi người nha. Con này blazer vest hè nha. Ôi con này còn mới tinh luôn. Miệng túi còn chưa mở luôn nha mọi người nha. Miệng còn chưa mở còn đánh dấu nè. Niêm phong luôn nha mọi người nha. Miệng túi còn chưa mở nha. Thiết nghĩ con này có nên bán không hay để lại mặt bé? Canh em chốt chị Phạm Thảo nha. Bên em không hỗ trợ đồng kiểm nha mọi người, chốt chắc giùm em ạ. À. Con này 55 kg đổ lại thôi nha mọi người nha. 55 kg đổ lại vừa thôi. Con này nè mọi người, mình lên một đất như thế này, mình kéo áo lên rất là đẹp nha. Bày đi. Ui. Con này 55 kg đổ lại vừa nha mọi người nha. Cái gì vậy? Chồng nó sắp chạy đi. Em cu này. Hello chị Nga Hồ nè. Bán cho chị đi. Chị Nga Hồ mặc vừa con này không? Chào chị Quỳnh nè. Con này rất là đẹp nha mọi người ơi. Con này để lại mặt đẹp không đấy. Người trước có con vàng rồi mà. Vàng nó rộng quá đưa chị Quỳnh đi rồi. Con này đẹp ghê luôn mọi người ơi, con này còn mới luôn nha. Siêu mới luôn nè. Chào chị Quỳnh. Lên ngắn hai chị mến. Rồi ok chị mến nha. Rồi ai lấy con này chốt giùm em mẹ 785 giúp em. Mẹ 785 nha mọi người nha. Mẹ 785 nè. Mẹ 785 nè. Rồi lên nhanh nha. Một con dạ nha mọi người ơi. Rồi em lên mã 785 nha. Một con dạ nha. Một con dạ caro nha mọi người ơi đây. Một con caro như thế này nha mọi người nha. Một con như thế này nha mọi người nha. Con này 58 kg đổ lại vừa. Con này 55-58 kg nha mọi người nha. Tay vẫn còn rộng nè. Rồi 55-58 kg chứ cho em mã 558 giúp em. Mã 558 một con dạng ngắn nha. Con này mặc siêu sang luôn mọi người. Chốt giùm em mã 558. 79.000. Mã 558 giúp em nha mọi người nha. Một con ngắn, con này 58 kg đô lại vừa. Mã 558 nha mọi người nha. Rồi 785 để chị Nga Hồ nha. Chị Nga Hồ hỏi trước nè. Chị Nga Hồ hỏi cho nên là em ưu tiên con đó cho chị Nga Hồ nha. Chốt giùm em mã 558 nha mọi người nha. Mã 558. Mã 558 con này là cúc vàng hết như thế này nha mọi người ơi. Cúc siêu đẹp luôn đây. Chốt giùm em mã 558 nha. Mã 558 nè. Một con đỏ đẹp nha mọi người nha. Một con đỏ đẹp nha. Con này cúc là cúc sừng nha mọi người nha.
Cút là cút sừng như thế này nha mọi người. Đây, đây. Một con cút sừng như thế này nha. Nga Hồ inbox cho em đi chị, khỏi lên số chị. Con này free size nha mọi người nha. Một con đỏ free size nè. Chốt giùm em mã 29 nha. Con này mã 29, con đỏ này free size mã 29 giúp em nè. Con đỏ free size chốt giùm em mã 29 nha mọi người. Một con đỏ sừng nha. Con này là cút sừng nha mọi người. Đây, con này nó bị gãy một cái sừng của nó, em nói luôn là có một cái đầu của nó bị gãy một nửa như thế này nha mọi người nha. Đây, chốt cho em mã 27, con này free size mà con này siêu dễ thương luôn mọi người. Chốt giùm em mã 27 nha mọi người nha. Trời, em bán hàng đầu mùa siêu rẻ mọi người ơi, mọi người mua đi, mai mốt vô mùa không có giá này đâu. Chốt giùm em mã 27 nè, con này free size nha. Chốt cho em mã 27 nha mọi người, một con đỏ siêu cưng free size, chốt giùm em mã 27 nè. Em thấy Phương Thảo mà chị. Em thấy Phương Thảo, Phương Thảo bên mấy kia không thấy trả lời, xong rồi đi qua mấy này luôn. Một con caro nha mọi người ha, một con caro rất là dễ thương. Con này là áo chui nha. Lộn. Con này là gì ta? Một con choàng nha mọi người nha, một con choàng. Con choàng dưới này nha. Chào chị Winnie Vũ. Một con choàng. Hello chị Winnie. Con choàng cưng chưa? Con choàng này free size nha mọi người nha. Nó có hai cái lỗ ở đây nè, mọi người bỏ tay vô đây nha, không thì bỏ ra như thế này. Chốt cho em mã 592 giúp em. Mã 592 một con caro choàng nha. Chốt cho em mã 592 nha mọi người, dễ thương không? Giống như một cái hai cái cánh cửa sổ đút ra đút vô. Chốt cho em mã 592 giúp em. Một con choàng free size mã 592 nha mọi người nha. Con này đẹp quá mà. Đúng rồi. Hồng Giang bà Phận. Mã 592 giúp em. Một con đỏ nè. Một con đỏ cúc vàng nha mọi người nha. Một con đỏ cúc vàng nha mọi người nha. Đây, một con đỏ cúc vàng nè. Một con đỏ cúc vàng. Rồi chị Nga Hồ inbox dễ thương nha. Em ơi, hôm nay chị nghe hồ không mua đồ. Một con free size nha mọi người nha. Con cúc vàng này free size. Chốt giùm em mã 5373 giúp em. Đây đâu? Nó chỉ có một cái cúc ở trong này, mọi người cài ở đây thôi nha. Đây, nó sẽ như này. Mã 573 giúp em. Không biết tay đâu luôn. Cái sỏ tay đó bà. Ủa gì kỳ tưởng. Con này free size nha mọi người, con này 60-65kg độ lại vừa. Chốt giùm em mã 573 nha mọi người nha. Mã 573 một con cúc vàng nè. Mã 573 giúp em. Một con caro đỏ free size nha mọi người. Chốt giùm em mã 573. Mã 573 nha mọi người ơi. 573 chị Trang Trang, em xin số điện thoại nè. Bên em không hỗ trợ đồng kiểm nha chị. Chốt chị lên số điện thoại giùm em ạ. Mã 573 nha. Nghe xong mua nhẹ nhẹ quá vậy. Hả? Nghe xong mua nhẹ nhẹ quá vậy. Ủa vậy hả? Mấy chị Winnie còn ai thấy em không? Sao nay mọi người nhẹ nhẹ vậy ta? Đây một con caro luôn nha mọi người ơi. Một con caro nè của Authentic nha mọi người nha. Đây, một con caro của Authentic nha mọi người nha. Đây, à chị đang trên mấy người à. 51kg có rộng quá. Con đó vừa chị ơi, mấy con đó mặc rộng rộng một tí mới thoải mái nha. Đây, một con caro như thế này nha mọi người nha. Chị mới bị văng ra. Rồi một con còn tem kiểm định luôn nha mọi người. Đây, một con còn tem kiểm định luôn. Con này 55-58kg độ lại vừa nha. Chốt giùm em mã 500. Con này blazer vest hè nha mọi người nha. Một con blazer vest hè. Chốt giùm em mã 500 giúp em nè.
chốt giùm em mã 500 nha. Một con blazer vest hè mã 500 nè. Mã 500 giúp em. Mã 500 nha mọi người, con này siêu cưng luôn. Chốt giùm em mã 500 nè. Mã 500 nha. Ây. 500 chị Trần Hiền cho em xin số điện thoại nè. Rồi, con này 55kg đổ lại thôi nha mọi người nha. Con này 55kg đổ lại. Em không biết nữa chị Winnie ơi, để em coi. Con này siêu xịn sò nha mọi người ơi. Con này 50-55kg thôi nha. 50-55kg nha mọi người ơi. Con màu này rất là đẹp nha. Con này 50-55kg nha. Một con đỏ cam, một con hàng hiệu nha mọi người. Một con hàng hiệu nó in ở bên hông nha. Chốt giùm em mã. Chốt giùm em mã 513 giúp em nha. Mã 513 nha mọi người. Mã 513 giúp em. Chốt giùm em mã 513, 50-55kg rồi lại vừa. Mã 513 nha. Mã 513 giúp em nè. Chị Trần Hy à lộn. Chị Thanh Huyền với chị Trang Trang vô trang chính của em đi, hai chị tiết thị vintage nha. Chốt giùm em mã 513 nha mọi người nha. Mã 513 giúp em. Có tới chị Trần Huyền, Thanh Huyền nè. Thanh Huyền với Trang Trang vô bay em đi hai chị. Một con caro nè. Chị Winnie thích vậy á, chị Winnie mua về xong rồi tự thay cúc luôn. Đây, một con caro như thế này nha mọi. Đây. À, con của em mặc là size SML vừa nhưng mà con này em chưa không có bán. Con này free size luôn nha mọi người nha. Con này free size luôn á. Chốt giùm em mã 735 giúp em. Mã 735 nha. Một con caro đang hot trend. Hello chị Sam Sam. Chốt giùm em mã 735 nè. Mã 735 giúp em. Con này rất là đẹp. Trang Trang có lấy con 573 không chị? Em thấy Châu Châu mà chị ơi. 735 cho Sam Sam nè. Mã 735 nha. Chị Sam Sam ơi, hốt giùm em đi, em bán rẻ. Để em xả hết đây. Em không có duyên bán đồ giày. 513 cũng đẹp. Một con caro nha mọi người nha. Một con caro cúc sừng nè. Một con caro cúc sừng. Con này free size nha. Con này free size nha mọi người nha. Con này là cúc sừng nha mọi người. Đâu rồi. Đây, con này là cúc sừng nha. Con này free size, dạng crop top nha mọi người nha. Mấy chị Vũ Ngọc Hiên còn thấy em không? Ngọc Hiền. Con này free size nha mọi người nha. Thích chân máy của em. Chốt giùm em mã 510 giúp em. Mã 510, con này là em mua hàng Trung Quốc á chị Sam Sam. Không phải là hàng Quảng Châu á, em vừa mới mua về xong em mặc em thử luôn. Nhưng mà nó cứng lắm chị, nó không có mềm mại như hàng Nhật của mình đâu chị ơi. Nó nguyên một set, nó có một cái áo nữa. 510 chốt cho chị Quỳnh Phạm. 510 nha mọi người nha, cưng lắm. Rồi mấy con này ở ngoài Bắc, ở xứ lạnh mặc sẽ dễ thương lắm đó mọi người. Đẹp. Dạ ok Trang nè. Trời ơi, một con đẹp nè mọi người, một con cúc đẹp. Winnie ơi, cúc vàng nè chị Winnie nè. Con cúc vàng nha. Cúc vàng, cúc trứng nha mọi người nha. Một cúc quả trứng như thế này nha. Đây, một con cúc trứng nha. Chào chị Vili. Con này là vest hè nha mọi người nha. Một con vest hè nha. Con blazer vest hè nè. Con blazer nha. Con này 55-58kg đổ lại vừa á. 58kg nha mọi người nha. Hai tay nó cũng có cúc như thế này luôn nha mọi người nha. Còn nha chị Thanh Huyền thì em lên dần nha. Chốt giùm em mã 710 giúp em. Mã 710 nha. Để em coi nha chị Sam Sam nhiều á. Em mới bung xong rồi nhiều đó. Chốt giùm em mã 710 à, mã 701 giúp em nha. Mã 701 giúp em. À mã 710 cũng ok luôn. Em đọc sai mã. 710 của chị Winnie Vũ. Của chị Winnie nè, cúc nó cũng trứng á chị Winnie. Rồi một em caro đẹp nè mọi người nè, cúc vàng luôn. Dáng ngắn hay dáng dài chị Sam ơi?
Đây một con caro đẹp đây quý vị ơi, nè đẹp chưa? Con này em 45 kg, em mặc là vừa cái tay luôn. Con này 50-55 kg rồi. Lộn xộn quá. Chốt giùm em mẹ ha, 723 giúp em. Con này 55 kg là maximum nha mọi người ơi, nhưng mà em 45 kg em mặc ok nè. Chốt giùm em mẹ 723 giúp em. Mẹ 723 giúp em nha mọi người nha. Con này đẹp nè mọi người ơi, caro nè mọi người. Đây, con caro xanh nha. Chốt giùm em mẹ 723 nha mọi người nha. Mẹ 723 giúp em nè. 723 của Winnie Vũ đây nè. Đây này, con này chị xem. Đây một con caro cúc vàng nè. Em caro nhiều lắm, em vừa bung á chị xem nên là yên tâm nha. Con này 50 kg, 55 kg đổ lại thôi nha mọi người nha. 50-55 kg thôi. Ok chị Thanh Huyền. Chốt giùm em mã 558 giúp em. Đây con cúc vàng nha, mã 558 giúp em nha mọi người nha. Mã 558 nè. Chốt giùm em mã 558 nha mọi người nha. Mã 558 giúp em, con cúc vàng luôn nha. Caro vàng. Con này siêu sang nha mọi người. Mã 558 nha. Mã 558 giúp em. 558 chốt cho chị Sam Sam. 723 em chốt mất rồi chị Trang ơi, chị Trang cứ lên mã cũng được. Số điện thoại lên sau nha chị. Rồi một bài caro blazer nữa nè, nhưng mà con này vest dẹ nha. Con này vest đông nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 737. Con này cúc cũng rất là đẹp đó mọi người. Đây, cúc dưới này nha, ở dưới này là vàng nha nè. Vàng nhưng mà cái độ vàng nó không vàng lắm nha mọi người nha. Con một con vest này là vest pha nha mọi người nha. Con này rất là đẹp. Con này 55-58 kg vừa đó mọi người. Con này rất là đẹp đó mọi người. Con này 55-58 kg. Chốt giùm em mã 737 giúp em. Chị Thanh Huyền cho em xin lại số điện thoại với chị, em vừa bị con đó cho chị nè. 55-58 kg mã 737 giúp em nè. Mã 737 nha. Sao họ cần caro như cái xanh không? Mã 737 nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 737. Mã 737 giúp em. Đây, mã 737 nha. Còn caro để em lên cho. Nãy em thấy chị lên số rồi mà sao em rút ngoài không thấy đâu. Mã 737 giúp em. Cái máy của nhà mình là một lần thấy không thấy thì thôi mặc kệ. Rồi ok Thanh Huyền nè. Đây một con caro nữa nè. Con caro xanh nè chị nè. Con này là... nhưng mà con này mỏng không dày, vết hè mặc được luôn. Nó là ở ngoài là dạ nhưng mà nó mỏng. Chỉ một lớp như thế này thôi. Con này 55-58 kg, con này bự hơn con hồi nãy. Dạ cảm ơn chị Thanh Huyền nè. 55-58 kg nha mọi người ơi. Đây 55-58 kg nha mọi người. Chốt giùm em mẹ 900. Dạ nó trôi á chị Sam Sam. Mẹ 900 giúp em. Mẹ 900 nha mọi người nha. Mẹ 900 con này bự á. Bự đó chị xem. Con này phải 58 kg. Chốt giùm em mã 900 giúp em. Mã 900 một con caro như này nha. Mã 900 nè. Chốt giùm em mã 900. Mã 900 chốt chị xem nè. 900 em chốt cho Sam Sam nha. Trời ơi một bàn caro đẹp nữa nè mọi người ơi. Cái con mà hồi nãy mọi người về tranh nhau đó, nhưng mà nó là một con caro màu khác thôi. Trời ơi đẹp quá. Con caro này đẹp lắm nha mọi người. Con này 55 kg đổ lại thôi nha mọi người nha. Một con blazer nha. Con blazer hè hàng hiệu. Mọi người coi nè. Một con hàng hiệu siêu sang luôn. Dạ chị Sam đây. 737. 737 hồi nãy chị chốt chị rồi mà phải không? À 737. 737 chốt cho chị Quỳnh Phạm. Con này free size nha mọi người nha. Free size á, tay của nó em mặc khá là thoải mái. Chốt giùm em mã 547 giúp em. Mã 547 nha. Con này vét hè nha mọi người nha. Vét hè, vét đông gì mà cũng được. Chốt giùm em mã 547 nè. Mã 547 giúp em nha. Kiểu nó như thế này nha mọi người. Mã 547 nè. 547 nè. 547 của chị Sam Sam. Winnie lên sau rồi chị. Một bà xanh nha mọi người nha, một con xanh. Con này vét hè nha mọi người nha. Một con xanh phối như thế này vét hè nha. Con này free size luôn nha.
Mạng sân bay chậm á chị Winnie. Con này free size nha mọi người ơi, một con blazer free size. Chốt giùm em mã 502 giúp em. Mã 502 nha mọi người ơi. Con này mọi người bẻ lên một thấp như thế này nè. Con này free size. Chốt giùm em mã 502 xong kéo lên đó mọi người. Con này rất là đẹp nha. Chốt giùm em mã 502 giúp em. Con này kiểu free size nha. Chốt giùm em mã 502, mã 502 giúp em nè. Mã 502. Ủa máy chị Thanh Huyền còn thấy em không cho em một chấm nè. 502 chốt chị Sam Sam. Một con vét dạ nha. Một con vét dạ pha phối như này nha mọi người ơi. Màu nó pha nha. Đây em để mọi người không có thấy được, nhưng mà ở ngoài nó pha. Một con dạ như này nha mọi người nha. Con này free size luôn nha. Một con dạ blazer free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 734 giúp em. Một con dạ free size mã 734 giúp em nè. Mã 734 giúp em. Đi Đà Lạt cái xong rồi nặng quá đó. Chị Winnie đi chơi cái ăn nhiều nặng quá rồi. Hết nhanh rồi. Chốt cho em mã 734 nha mọi người nha. Một con dạ, con này đẹp lắm. Một con blazer dạ nha. Con này free size. Chốt cho em mã 734 giúp em. Mã 734 nha mọi người nha. Con này đẹp đó mọi người. Chốt cho em mã 734 nè. Mã 734 giúp em. 734 nha chị Sam Sam. Dạ chị Sam mà ế lắm Sam ơi. Rầu dễ sợ. Một con họa tiết có cái cúc siêu đẹp nè. Chị Winnie thích cúc này không nè, họa tiết luôn. Đây, cái cúc nè. Cúc bông hồng nha mọi người nha, một cái cúc bông hồng nè, rất là đẹp nha. Con này free size luôn. Chốt giùm em mã 713. Free size mã 713 giúp em nha. Con này có một cái cúc duy nhất. Free size chốt giùm em mã 713 đây, có cái cúc hồng ở đây luôn, bông hồng ở đây luôn. Free size, chốt giùm em mã 713 giúp em. Mã 713 nha. Con này em mặc rộng. Con này em mặc rộng nhưng mà cũng vừa nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 713. Mã 713 con này họa tiết như thế này nha. Chốt giùm em mã 713 nha mọi người nha. Mã 713 giúp em, con này đẹp lắm. Để em lau cam ạ. Đẹp lắm trời ơi, mua đi mà. 713 nè. Hết mờ chưa chị Huyền? Một con crop top. Winnie ơi, con crop top em nói với chị nè, cúc vàng luôn nè. Không biết nữa chị Sam Sam ơi. Làm sao mà còn tay bồng như caro vàng không? Để em coi coi chị Sam Sam. Một con crop top màu đen nha. Một con crop top màu đen, con này là chất da lộn nha mọi người nha. Chị lấy crop top vàng. Crop top vàng đâu chị? À crop top cúc vàng. Rồi. Ok, để cho chị Winnie nha. Cái tay của nó cưng lắm nè chị. Nó khuyết như này nè. À con này là tay là phải bẻ lên như này. Đây. Cái dạng crop top như này nè, cưng chưa? Cúc vàng. Ok, cúc vàng nè, cưng chưa chị Winnie nè. Crop top. Khỏi đọc mã luôn. Chúc chị Winnie luôn nha. Rồi, một em caro nữa nè. Một em caro cổ tròn nè, form dáng dài nha. Đây. Chốt giùm em mã 187 giúp em. Con này free size mã 187 nha. Hiền nói là bán cái Hiền cái chân quán đang mặc. Em cái này em mua nguyên một set để đi ăn đám cưới người yêu cũ. Chứ không phải mua có cái chân váy không đâu. Chỉ có chân váy đẹp thôi nên em lấy em mặc nè Hiền ơi. Thôi để hôm nào ra đi. Rồi rồi có em để cho Hiền cái kiểu xếp ly như thế này nha. Con này free size nha mọi người nha. Một con caro như thế này nha. Đây con caro nha. Caro free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 702 giúp em. Mã 702 nha mọi người nha. Con này free size. Chốt giùm em mã 702 nè. Chốt giùm em mã 702 nha mọi người. Con này em thấy hè hay là đông gì mặc cũng được hết trơn, đâu cần phải đông đâu. Cưng quá trời cưng luôn á. Mã 702 giúp em. Mã 702 nha. À vậy hả? Em đứng bị lệch cam hả? Rồi ok. Đây. Chưa, nó chưa cưới chị Sam Sam ơi.
Từ từ nó cưới rồi em sẽ tặng mọi người. Không, khi nào mà nó cưới xong rồi, em ăn xong rồi em tặng cho chị Sam Sam luôn nha. Đây, chốt giùm em mẹ 702 free size, mẹ 702 giúp em. Hài hước ghê. Một con free size nha mọi người, một con caro free size nè, con caro này đẹp nè. Chốt giùm em mẹ 726 giúp em nha. Mẹ 726 nha mọi người nha. Ôi, nóng quá. Free size chứ em mẹ 726 nè. 79 ngàn chị Nga Hồ ơi, em có ghim giá dưới đó chị. Làm giam vậy. Mã 726 giúp em nha mọi người nha. Mã 726 nè. Nói giỡn chứ cái này nó không có đẹp đâu mọi người. Em bán cho mọi người á. Nè mọi người nhìn nó có như bị bạc. Màu xanh đen nó như bị bạc, nó bị ống á. Không có đẹp đâu, nói thiệt mặc vô chán lắm. Chốt cho em mẹ 726 nha mọi người nha. Mẹ 726. 726. 726 chị Thu Dung em xin số điện thoại nè. Dự bị cho Sam Sam nha. Một con này cưng lắm nha mọi người ơi, một con tây bồng cưng vô cùng. Bên em không hỗ trợ đồng kiểm nha mọi người. Một con tây bồng nha mọi người ơi, con này free size nha. Con này không phải là chất con này không phải là dạ, mà con này là len nha mọi người ơi, chất len nha. Con này free size, chúc giùm em mã 768 giúp em. Free size mã 768, con này chất len nha mọi người nha. Chất len. Mã 768 giúp em. Dạ chị Thu Dung. Free size chốt giùm em mã 768 nha. Một con choàng tay bồng như thế này nha mọi người nha. Mã 768 giúp em nè. Để em lên mấy con caro lạ lạ cho mọi người nha. Mấy Lăng Anh có thấy em không, cho em một chấm nha Lăng Anh. Đây một con caro nữa nha mọi người. Con vàng mà vàng caro nhụy nha. Con dạ. Này free size nha. Không bán nha chị Kẻ Bông ơi. Con này free size chốt giùm em mã 571 giúp em. Free size mã 571 nha mọi người nha. Con này size 13 vẫn còn rất là mới nha. Chốt giùm em mã 571 nha. Free size mã 571 giúp em. Con này 60-65 kg mặc vô tư luôn á. Free size chốt giùm em mã 571 nha. Mã 571 giúp em nè. Con này là một con vàng. Con vàng như thế này nha mọi người, tay khá là bự. Con này 60-65 kg mặc ok nha. Chốt giùm em mã 571. Mã 571 nè. Một con crop top cưng nha mọi người nha. Một con crop top xanh nè. Con này gì 50kg đổ lại thôi nha mọi người nha. 50kg đổ lại thôi. Con này giống như là bến Thượng Hải gì đó mọi người. 50kg đổ lại thôi nha. Chốt giùm em mã 714 giúp em. Mã 714 nha mọi người ơi, 50kg đổ lại mã 714 giúp em nha. Con crop top. Con này nhỏ đó mọi người ơi, khoảng 4 mấy 50kg thôi. Chốt giùm em mã 714 nè. Mẫu 714 này xe ác dừa nè chị. Một con crop top nha mọi người nha. Một con crop top nè. Một con crop top màu xanh nha. Con này 50-55kg nha mọi người nha. 50-55kg thôi à. Chốt giùm em mẹ 760. Mẹ 760 giúp em 50-55kg. Con này màu xanh đen nha mọi người nha. Con này màu xanh đen. Chốt giùm em mã 760 giúp em. Mã 760 nè. Một con crop top cưng lắm mọi người. 50-55kg chốt giùm em mã 760 giúp em. Mã 760 nha. Bé trắng 760 chốt cho chị Quỳnh Phạm. Cưng lắm mọi người. Mã 760 giúp em. Chào chị Hương Lê nè.
mọi người ơi, một con caro dạng bomber size L. Cái cúc của nó rất là đẹp. Cúc của nó là cúc cúc như thế này nha mọi người ơi. Cái này gọi là cái gì ta? Cái neo, nút mỏ neo. Con này free size nha mọi người nha, một con hàng hiệu size L. Con này free size nha. Con này free size nha. Chốt giùm em ạ, 784 giúp em. Mã 784 nha mọi người ơi, một con free size. Mã 784 nè. Con này dạng bomber nha. Mã 784 nha mọi người nha, một con như thế này, con caro. Nó chỉ có dày thôi mọi người ơi. Nó có dày thôi à. Cái này nó không có khui. Vậy đó. Này, cái này vô cái này. Rồi. Free size, chốt giùm em mã 784 nha mọi người nha. Mã 784 giúp em nè. Bật chế độ ế xệ rồi đó. Trời ơi, Châu chưa chọn được con nào hả chị Châu? Chào chị Thanh Cảnh Hà nè. Một con xám đẹp nha mọi người nha. Một con xám nè. Một con xám cưng chưa? Chốt giùm em mẹ 756 nha. Con này free size nha, tay khá là bự, mẹ 756 giúp em. Con này 58kg đổ lại vừa nha mọi người. Chốt giùm em mẹ 756, con này phong sang nha. Chốt giùm con này sang. Con này 55-58kg vừa, em mặc hơi bị rộng. Còn nếu mọi người mặc vừa thì nó sẽ ôm lại như này nha mọi người. Đây, con này rất là sang. Chốt giùm em mẹ 756 nè. Siêu đẹp. Mã 756 nha. 756 chốt chị Quỳnh Phạm. Đúng rồi nha chị Song Thư. Một con twist nha mọi người nha, một con twist. Con twist size 38. Một con twist size 38, con này 50kg thôi. Một con tuyết size 38, con này 50kg thôi nha mọi người nha. Con tuyết siêu đẹp luôn. Con này nó chỉ có một cái móc ở đây thôi nha. 50kg nha. Chốt giùm em mã 546 giùm em. Mã 546 nha mọi người ơi, siêu đẹp. Con này 50kg thôi nha mọi người ơi. Mã 546, con này sang nha mọi người. Chốt giùm em mã 546 nè. Mã 546, có hai túi như thế này nha. Chốt giùm em mã 546 giùm em. Mã 546 nè. Chốt chị Quỳnh Phạm. Rồi một con blazer nha. Con blazer nhỏ 50kg thôi. Con blazer nhỏ chốt giùm em mã 535 giúp em. Chào chị Đặng Thùy Linh nè. Mấy chị Thùy Linh có thấy em không, cho em một chấm nè. Con này 50kg thôi nha mọi người. Chốt giùm em mã 535. Con này maximum là 50 nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 535, con này siêu sang. Mã 535 giúp em. Em chốt rồi xong thưa, mai xong thưa chậm quá. 535 giúp em, trời con này sang lắm luôn á Quỳnh ơi. Quỳnh đem mấy con này về, Quỳnh không mê thì thôi á. Mã 535 giúp em nha mọi người nha, sang chưa? 535 em chốt Quỳnh Phạm nha. Con này mùa lạnh thì mình cài hết, còn nếu mà mùa mà không lạnh á thì mình mở ra để mình đi làm á mọi người, vàng phát blazer bình thường. Rất là sang. Đó. Để vậy nè,
khoác bình thường blazer nha mọi người. Chú em mã 535 nè. Ủa 546 à? Chú Quỳnh 535 cho chị Quỳnh Phạm nè. Bim bim với Tịnh Tâm con đó em chốt rồi nha. Có chị nào nhỏ không? 50kg có một con cúc vàng hoàn toàn hết luôn nè. Cúc tráng gương nha mọi người nha. Con này là cúc tráng gương nha. Ăn tiền ở bộ cúc. Con này 50kg thôi, chốt giùm em ạ. 231. Thế rồi em luôn. Con này 50kg thôi nha mọi người. 231 giúp em. Con này ở trong nè mọi người. Coi nó lót xịn sò chưa. Con này lót ở trong nè mọi người ơi. Xịn chưa? Đẹp chưa? Như nhìn mà thấy là mê. Hàng hiệu nè mọi người nè. Hàng hiệu nha đây. Super đẹp nha mọi người nha. Con này siêu đẹp luôn. Con này 50kg thôi. 231 của Daisy Nguyễn. Con này nhỏ này Daisy nè. Con này siêu sang nha Daisy. Con này để dành Tết về nhà người yêu Daisy ơi. Con này rất là đẹp. Nhìn cái cúc nó lung tung nhưng mà nó cũng không lung tung lắm à. Nè cúc rất là đẹp. Cúc về mà lung tung cái gì bà. Chưa quỷ thấy nó lung tung. Nè rất là đẹp nha. Nhiều cúc quá. Nhiều cúc nhưng mà rất là sang nha mọi người ơi. Con này sang lắm. Đẹp không? Đẹp. Chị xong thư với chị Quỳnh Phạm sau rồi. Trời ơi con này cho mọi người ngắm lại lần cuối ở trong nè. Xịn sò vô cùng luôn. Rất là xịn nha. Đẹp lắm. Em chốt vô Daisy nha. Dạ, một cúc đắt hơn áo. Đắt hơn áo đó chị. Rồi, một con caro xịn sò. Một con caro xịn sò free size. Vậy hả Châu Châu? Mạng vô Châu chậm rồi. Con này free size nha. Một con caro free size nè mọi người nha. Trời con này nó lót cái gì em không biết. Mà mặc vô mát vô cùng luôn. Mấy chị Huyền đổ mít ướt có thấy em không? Con này free size. Chốt giùm em mã 581 giúp em. Mở 45kg nha chị Song Thư. Con này nè 60kg đổ lại vừa nha mọi người ơi. Em mặc như bơ trong áo. Chốt giùm em mã 581 giúp em. Mã 581 Châu Châu bự mặt con này đẹp nè. Châu Châu to người đúng không? Không biết. Đợt trước mua áo đó. Mua áo len đó. Mã 581 giúp em nha. Con này siêu đẹp. Mã 581 giúp em nè. 581 nha. Alo bên ngoài. 581 chị Thanh Thảo cho em xin số điện thoại nè. Mọi người chốt chắc giùm em nha. Con này em định để lại em mặc chung với mấy cái chân váy này nè, nhưng mà thôi bán luôn cho mọi người. Con này 50kg thôi, rất là đẹp. Thanh Thảo lên số điện thoại giùm em với ạ. 50kg chốt giùm em mã 577 giúp em. 50kg mã 577 nha. Con này sang nha mọi người nha. Mọi người mặc áo. Con này mặc áo. Mặc áo thôi nha mọi người nha. Mặc áo mặc khoác đều được nè. Con này siêu sang. Bên em có nhiều Thanh Thảo lắm. Chị cho em xin số điện thoại là cho dễ nha chị. Chốt giùm em mã 577 nha mọi người nha. Con này tim sang nha mọi người nha. Mã 577 giúp em. Mọi người mặc áo đi. Em có một cái áo này ở trong này nó cao quá. Nó bị vô duyên nha mọi người. Mọi người mặc áo giúp em đừng có mặc mặc khoác. Đây con này rất là sang. Đẹp mà. Đẹp ha. Xét bây giờ người ta phối toàn phối như thế này không á mọi người. Chốt giùm em mã 577 nè. Mã 577 siêu sang nha. Đẹp vô cùng. Mã 577 giúp em. Ok chị Thanh Thảo nè. Bảy của chị Nga Hồ nè. Một con caro đẹp nữa nha mọi người ơi. Một con caro của... Dạ không bán nha chị Hải Yến. Một con caro nha mọi người ơi. Mọi người coi nó xịn sò chưa. Cái logo của nó mà nó dập lên một cái miếng như này luôn. Đây. Một con caro siêu xịn nè. Con caro rất là xịn nha mọi người coi nè. Xịn vô cùng luôn. Trời ơi xong thư chậm quá. Con này là mặc hè mặc đông đều được nha mọi người nha. Con này free size. Em mặc khá là rộng rãi nha mọi người nha. Con này free size. Chốt giùm em mã 576 giúp em. Mã 576 nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 576 nè. Mã 576.
Mã 576 nha. Con này mọi người bẻ một cái tay lên. Em mặc bị rộng. Con này 55, 58 kg thôi, 60 kg đừng lấy nha mọi người nha. Đừng lấy. 576 chốt cho chị Nguyễn Thanh Huyền nè. Trời ơi, đẹp lắm mọi người ơi. Tuyệt vời. Chị Hương Quỳnh, chị Hoàng Hải chậm rồi. Bên này lên cả 1 phút, 2 phút ạ. Chị mới lên. 576 chốt Nguyễn Thanh Huyền. Rồi, một con xịn sò nữa nha mọi người nha. Con này hồi nãy em có show cho mọi người á. Con này mà em bán giá 79.000 là em phải bù luôn á. Em bù lỗ luôn. Con này free size dành cho mấy chị mùa đông mà chỗ nào lạnh lạnh mà. Với lại mình đi du lịch Hàn Quốc hay Nhật Bổn đồ đó mọi người. Free size nha. Một con da beo nha mọi người. Một con da beo free size nha mọi người. Ok Thanh Huyền nè. Nè. Chốt giùm em mã 32 giúp em. Mã 32 nha mọi người nha. Mã 32. Quá 75.000 đi du lịch Nhật Bổn nữa ba tiếp. Trời nó đẹp mà. Tại nhà em bán rẻ chứ không phải nhà mình bán rẻ chứ không phải là nó không có giá trị đâu. Rất là đẹp. Chốt giùm em mã 32 nha mọi người, free size. Mã 32 giúp em. Mã 32 nha mọi người. Mã 32. Báo trưởng. Đi về báo tượng anh em. Mã 32 giúp em một con free size nha. Trời ơi Châu ơi, chốt đi Châu ế nè. Ôi nhìn nặng quá. Rồi một con cá rô màu xanh nữa nè, tay bobber. Trời ơi con này em bán 79.000 thiệt là thua luôn. Con nó phải mùa đông mới bán được. Mùa này chưa. Một con free size tay bobber nha mọi người nha. Trời ơi. Sam Sam đâu rồi? Sam Sam mê mấy con bobber này với chị Winnie lắm nè. Winnie thì đang lên máy bay rồi. Free size nha mọi người nha. Một con tay bobber free size. Trời ơi, super đẹp. Cũng caro nha mọi người nha. Đây, nhưng mà caro hơi chìm. Đây. Chốt giùm em mã 570 giúp em. Mã 570 bé chấm giùm chị cái chân váy màu tối rồi cái áo nữa không ai thấy gì luôn. Không sáng nè. Mã 570 giúp em. Đứng gần vô. Mã 570 nha, một con tay bomber nha mọi người nha, một con tay bomber như thế này. Đây. Chốt giùm em mã 570 nha. Mã 570 nè. Con caro này đẹp nè mọi người ơi, chốt giùm em mã 570 giúp em đây, tay bomber luôn. Mã 570 nha mọi người. Free size mã 570 nè. Đây, áo ế rồi đây. Châu chốt đi nè Châu. Con này đẹp lắm nè Châu ơi. Mã 570 giúp em, con này đẹp lắm mọi người ơi. Mã 570 nè, con tay bomber. Super đẹp nè mọi người nè. Trời ơi con này đẹp lắm. Mới nhắc chị Sam Sam thấy Sam Sam nè. Một con còn nguyên tát. Một con còn nguyên tát. 1.080 yên. Một con còn nguyên tát 1.080 yên nha. Đây. Một con bộ cúc đẹp còn nguyên tát. Chốt giùm em mẹ đó 252 giúp em. Vẫn dùng điện thoại. Ủa có bị sao đâu chị Sam Sam, em vẫn nãy giờ mà tay ngắn bồng hả? Em không biết nữa Sam Sam, nhiều quá. Đợi em coi coi. Đây con này tay bự nè, tay ngắn bự nè. Con này 50kg thôi nha mọi người nha, 50kg thôi. 50kg còn nguyên tát nha. Chốt cho em mã 252 giúp em. Mã 252 nha mọi người nha. Mã 252 nè. Trời, caro màu sáng. Đây. Chốt cho em mã 252 nha mọi người. Con này là dạng dạng baby doll á. Chốt cho em mã 252, 50kg rồi lại vừa. Mã 252 còn nguyên tát nha. Con này đẹp nè. Con này đẹp nè mấy chị. Không ai chốt hết. Chỉ còn mình thấy đẹp thì không ai chọn. Chốt cho bà nương. Bà nương dài quá. Mà nương mặt, nương mặt thành đầm luôn. Rồi một bà caro. Một bà caro con này nhỏ nha. Con này 50kg thôi. Chốt giùm em mã 586 giúp em. 50kg mã 586 nha.
con caro gắn sen nha mọi người ơi, 50kg thôi à, 55kg em sợ chật tay, 50kg thôi. Chốt cho em mã 586 nha mọi người nha. Mã 586 đã thuộc về chị Sam Sam. Đây một con caro siêu xinh luôn, vàng nè. Mã 586 giúp em. Được chị Quỳnh ơi, cái này dễ tháo mà. Một con hơi giống con Twist, một lớp không có lót nha. Con này free size, chúc chị em mã 551, con này dạng thổ cẩm nha mọi người. 586 của Sam Sam rồi chị Bim Bim ơi. Free size mã 551 giúp em. Free size chúc chị em mã 551 nha, con này dạng thổ cẩm nha mọi người ơi, một lớp không có lót. Đây. Chúc chị em mã 551 cái cúc siêu bự. Cúc đi, siêu bự. Cũng học được đi. Chốt cho em mã 551 nha. Làm sao em nói gì vậy? Đó chị thích form này nè. Mã 551 giúp em nè. À vậy ở trong còn một con Twist màu vàng vàng á, đẹp. Con mà bữa gì lấy ra đó. Trời ơi về đồ lại mặn đi chị Bim Bim. Một con da lộn nha, một con đen da lộn nha. 50kg, blazer da lộn 50kg. Một con đen da lộn 50kg, blazer nha mọi người nha. Đây, một con dáng blazer. Chốt giùm em mã 740 giúp em. Mã 740 con này vest hè hay vest đông gì mà cũng được nha mọi người. Chốt giùm em mã 740 nè. Mã 740 nha mọi người nha, một con đen mã 740 50kg đồ lại thôi. Mã 740 giúp em. Bomber siêu bự 740 chốt chị nghe hồ. Con này ở trong này là có một lớp lông nha mọi người nha. Ở trong này có một cái lớp lông. Con này dành cho mùa đông không lạnh nè. Free size nha mọi người nha. Con này free size. Tay bồng như thế này nha mọi người ơi. Đẹp chưa? Free size nha. Con này em nghĩ là unisex nam nữ mặc cũng được hết nha. Ở bên hàng em thấy thường là nam họ cũng mặc những cái con này. Con này free size nha mọi người ơi. Free size nè. Chốt cho em này 939 nha mọi người nha. Mã 939 tay bồng nè. Mã 939 giúp em. Chốt cho em mã 939 nha mọi người nha. Mã 939 free size. Mã 939 nha. Thảo cho em bóc của chị Mai Liên nha. Ừ nhưng hồi nãy chị nói cái gì á. Mã 939 nha mọi người nha. Ở trong này là một lớp lông siêu ấm áp. Trong này là lớp lông cừu nha mọi người. Mã 939 giúp em nè. Sam Sam còn thấy em không chị Sam? Trời im lặng quá vậy. Rồi một con caro nữa nha mọi người nha. Một con caro nè. Con này free size chứ giùm em mã 593. Cho con này ấm dữ. Đã hả? Sao ế. Con này free size nha, chứ giùm em mã 593 giúp em. Mã 593 nha mọi người nha. Một con caro free size chứ giùm em mã 593 nè. Mã 593, trời ơi con này đẹp quá nè Sam ơi. Em thích mặc mấy con này nè. Trời ơi đẹp chưa. 593 cho chị Sam nè. Sam Sam nha. Dạ cảm ơn chị.
Cảm ơn chị Quỳnh nhiều, chị Quỳnh luôn luôn ủng hộ tụi em mỗi ngày luôn. Một con sọc nha mọi người nha, một con sọc free size, chúc giùm em mã 766 giúp em. Một con sọc free size mã 766, Hàn Quốc này đẹp lắm mọi người. Con này tay lỡ thôi nha mọi người. Con này free size 60-65kg gì cũng được luôn. 45kg cho em mặc được luôn nè. Chốt giùm em mã 766 nha. Chốt cho em mã 766 nha mọi người nha. Mã 766 con này free size. Mã 766 giúp em nè. Style mới nó vậy. Style mới. Con blazer nữa nha, 50kg. Blazer 50kg. Một con màu blazer nha, 50kg nha. Chốt giùm em mã 578 giúp em. Mã 58, 578, con này 55-58kg ok luôn. Em mặc rồi em mới thấy nó rộng. Như khoảng tầm 50-55kg là mặc đẹp nha. Rồi cho Châu xuất hiện nữa kìa. Chốt giùm em mã 578 giúp em. 55-58kg vừa. Mã 578 nha. Mã 578 nó sọc như thế này nha mọi người ơi. Châu nói gì vừa mất mã. Mã 578 giúp em nè. Cho con vé sọc dưới. Hôm nay hả? Không. Hỏi là con sọc nào giống như nãy giờ chốt á. Trời ơi, con này cũng đẹp mà chị Châu. Đẹp quá mà. Năm 78 chị Hương Lê cho em xin số điện thoại nè. Một con xanh đen ngắn nha mọi người nha. Một con vest ngắn nha. Một con vest ngắn như thế này nha mọi người. Một con blazer ngắn nha. Đây. Con này 50-55kg nha mọi người ơi. 50-55kg chú cho em mã 529 giúp em. Quỳnh sau rồi chị. 50-55kg chú cho em mã 529 nha. Mã 529 giúp em. Một con cổ vét như thế này nha mọi người. Chốt giùm em mã 529 nè. Mã 529 nha. Ok Hương Lê nha, bên em không hỗ trợ đồng kiểm nha. Chốt chắc giùm em nha mấy chị ơi. Một con crop top choàng nha mọi người nha. Một con crop top choàng màu vàng. Màu vàng. Chốt giùm em mã 545 giúp em nha. Một con choàng siêu cưng nha mọi người ơi. Chốt giùm em mã 545 nha mọi người nha. Một con choàng như thế này. Con này free size. Chốt cho em mã 545 cưng cho mọi người. Coi cái tàn của nó nè. Nó may siêu đẹp luôn. Chốt cho em mã 545 nha. Mã 545 giúp em, con này rất là đẹp nha mọi người. Mã 545 nè. Mã 545 con này đẹp lắm mọi người ơi. Mọi người thả ra cũng đẹp nữa. Đây. Sang. Năm 545 chốt chị Nga Hồ. Một con này em nghĩ là áo nam nha mọi người. Một con hiệu polo áo nam. Chị nào có
có nhà có chồng mặc được thì chốt nè. Con này polo áo nam nha mọi người nha, con này áo nam, con này size số 9 của nam nha. Con này size số 9 nha mọi người nha. Con này em nghĩ là nam nữ mặc được phải không? Nhưng mà thường là em thấy polo này của nam. Con này còn nguyên tem kiểm định luôn nha mọi người đây. Con này còn nguyên tem của kiểm định luôn nha. Chốt giùm em mã 534 nha mọi người ơi. Một con polo nha mọi người ha. Mã 534. Trong này nó lót cái này nè mọi người ơi. Nó lót một cái sọc vàng như thế này nè. Con này là áo nam nha mọi người nha. Nhưng mà em nghĩ nữ mặc cũng ok. Chốt cho em mã 534 nha mọi người nha. Con này của polo siêu xịn luôn á. Con một con blazer nha mọi người. Chốt cho em mã 534 nè. Mã 534 giúp em. Con này đẹp vậy mà sao không ai lấy vậy? Con này free size nha mọi người nha. Con này free size. Con này 60-65kg vừa luôn á. Con này free size nha. Một con sọc như thế này nha mọi người nha đây. Con này free size. Chốt giùm em mã 530 giúp em. Mã 530 nha. Cổ này là cổ tròn nha mọi người. Chốt giùm em mã 530. Con này đẹp. Mã 530 giúp em. Con này 58-60kg ok luôn nha mọi người. Mã 530 giúp em nè. Mã 530 nha mọi người. Một con blazer cổ tròn. Chốt giùm em mã 530 nè. Mã 530. Một con ngắn nha mọi người nha, một con ngắn nè. Con này 50-55kg vừa nha. Một con dạ ngắn nha, twist ngắn nha. Chốt cho em mã 514. Mã 514 giúp em. Mã 514 nha mọi người ơi, 50-55kg đổ lại. Mã 514 nha. Chốt cho mấy mã 514 nha mọi người nha. Mã 514 nha. 79.000 nha chị Dương Bắc. Mã 514 giúp em nha. Con này siêu cưng. 514 chốt cho chị Hương Lê. Chị Hương Lê là team của áo ngắn. Bà Châu rồi, bà Châu thích áo ngắn luôn rồi. Thích sọc caro. Ngọt sáng. Quỳnh Phạm lên sau rồi chị. 514 chốt cho Hương Lê, dự bị cho Quỳnh Phạm nha. Con này đẹp lắm chị Hương Lê. Một con blazer nha mọi người nha. Một con blazer nè. Con blazer xám. Lùng á chị. Con blazer xám nha. Con này là một con chin dung tâm nha mọi người nha. Một con chin dung tâm như thế này. Con này 58kg đổ lại. Con này free size đó mọi người. Con này free size. Con này siêu sang nha. Con này free size. Chốt giùm em mã 556 giúp em. Con này free size mã 556 nha mọi người. Cúc rất là đẹp. Con này cúc đẹp lắm. Chốt giùm em mã 556. Free size mã 556 nha mọi người ơi. Mã 556 nè. Chốt em mã 556 nha. Một con có một bộ cúc siêu đầy xịn sò nha mọi người nha. Con này da nha mọi người. Con này của hãng Blue. Con này của hãng Blue nha. Thằng này em ship 35.000 nha mấy chị ơi, tại nó hơi nặng. Con này của hãng Blue nha mọi người nha. Đây. Con này free size nha. Con này free size ở trong lót như thế này nha mọi người. Con này siêu mới có mũ.
Freestyle, trời ơi, con này cúc đẹp quá trời luôn á mọi người. Của Urban nè. Cúc quá trời đẹp. Freestyle nha. Chốt giùm em mẹ 25 nha mọi người ơi. Mẹ 25 giúp em, con này đẹp lắm. Mẹ 25 giúp em nha. Chốt giùm em mẹ 25 nè. Con này đẹp nha mọi người nha. Mã 25. Con này nếu mà mọi người muốn thì mọi người cài vô đây một cái nha mọi người nha. Ở trong này nó vẫn có một cái lớp cài nè. Đây. Con này trong này nó vẫn có một cái lớp cài như thế này nè. Đây. Để cho kín cổ nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 25 nè. Mã 25 chốt cho chị Đoàn Thảo nè. Chị Đoàn Thảo đó, cho em xin số điện thoại nha. Đây. Cưng chưa? Cái hồ nó vẽ đầy người nó gì trời. Đây. Sao con này nó ngoài? Ok, em thấy số chị Đoàn Thảo này nè. Một con nâu tay freestyle, chốt giùm em mã 245 giúp em. Một con nâu tay freestyle nha, chốt giùm em mã 245. Con này 60-65kg ok nha mọi người nha. Con này dạng blazer mà form rộng nha. Chốt giùm em mã 45. Freestyle, chốt giùm em mã 45 giúp em. Chốt giùm em mã 45 nha. Mã 45 giúp em nha mọi người nha. Mã 45, con này 60-65kg chỗ lại cũng vừa luôn. Mình là hỏi con hôm nào có dạ tuyết. Dạ tuyết hả? Không có đâu anh ơi, nó chỉ lẫn vào cái dạ này thôi. 45 chốt cho chị Thanh Thảo. Trời ơi, con này đẹp lắm luôn á mọi người ơi, quá trời đẹp luôn á. Trời ơi, một con đẹp nè mọi người, ở đâu mua được 75.000, con super đẹp nè. Con super đẹp nè mọi người. Không, tối nay em like áo len nha. Tối nay em like áo len nha. Con này giống con măng tô nha mọi người. Con này giống con măng tô dài nha mọi người nha, một con nâu tây nè, siêu đẹp. Chốt giùm em mẹ 782. Chốt giùm em mẹ 782 nha mọi người nha. Mẹ 782 giúp em. Con này nó chỉ khác con măng tô là thiếu cái dây thôi mọi người ơi. Rất là đẹp. Siêu sang luôn. Chốt giùm em mẹ 782 nha mọi người ơi. Mẹ 782 một con nâu tây nè, đẹp chưa. Mẹ 782 giúp em. Trời ơi, quá trời đẹp luôn mọi người. Mẹ 782 nha. Mã 782 nha mọi người ơi, con này đẹp quá trời đẹp luôn á. Mã 782 nè. 782 chúc chị Thanh Thảo. Trời ơi, con này xuất sắc. 79.000 quá rẻ cho một cuộc tình. Con nâu đẹp nữa nè mọi người á, một con nâu đẹp nha. Con này ở trong lót caro rất là đẹp, cúc là cúc gỗ nha. Con này là cúc gỗ như thế này nha mọi người, ở trong lót caro nè. Làm được hai mặt không?
một mặt thôi. Ủa con này sang quá trời luôn mọi người. Không ngờ là một ngày mà mình bán đồ nó rẻ mà nó đẹp vậy luôn. 79 ngàn nha chị Anna. Trời ơi đẹp quá. Con này free size nha mọi người nha, free size nha. Chốt giùm em mã 750 giúp em. Free size mã 750 nha mọi người. Mình tự mê. Free size chốt giùm em mã 750 nha. Mã 750 giúp em nha mọi người, cưng chưa? Mã 750 nha. Mã 750 nè. 750 chốt chị Đoàn Thảo. Con này đẹp lắm Đoàn Thảo ơi. Chào chị Linh Nguyễn nè. Linh Linh bây giờ sao mới lên chị Linh Linh? Hay là nãy giờ lên mà không thèm nói gì? Một em chím chím hồng hồng nha mọi người nha. Con này free size chốt giùm em mã 724 giúp em. Con này free size nha mọi người nha. Một con giả ép nha mọi người nha. Một con giả ép free size. Một con giả ép free size. Chốt giùm em mã 724 nè. Mã 724 giúp em. Mã 724 nha. Con này free size. Chốt giùm em mã 724 nè. Mã 724 giúp em. Ờ em chốt rồi Vân Lê ơi. Mã 724 nha mọi người nha. Mã 724. Một con giả ép màu tím. Một con nâu tây nữa nè. Một con nâu tây. Một con nâu tây nha. Con này free size luôn nha mọi người ơi. 60kg đồ lại vừa đó. Chốt giùm em nè 250. Áo len. Chắc đi rồi đó Daisy ơi. Lâu rồi mà Daisy không qua rồi. Là các bạn đi rồi đó Daisy. Chốt giùm em nè 520 nha, con này free size nha mọi người ơi. Con này free size. Chốt em mã 520 nè. Mã 520 giúp em. Mã 520 nha. Free size chốt giùm em mã 520. Mã 520 nha. Một con free size nữa nha mọi người nha. Con này nó có cái dây đằng sau nha mọi người. Nó có hai cái cúc ở đây nữa. Nó có hai cái cúc ở đây nữa nha mọi người. Con này free size. Free size nha mọi người, nó có cái dây cột nè. Có hai cái cúc nữa nha. Chốt giá mã 540. Mà nó bị mất cúc rồi, em sẽ đính cúc cho mọi người. Con này free size chốt giùm em mã 540 nha mọi người nha. Con này phối với này rất là đẹp nha. Chốt giùm em mã 540 giúp em. Mã 540 nha mọi người ơi. Mã 540 một con xám, mã 540 free size. Chốt giùm em mã 540 nha. Hỏi coi chị đặt cái gì. Hỏi chị có vô bị vô tiền ra thì chuyển khoản trả lại cho chị. Nãy giờ nói qua nói lại gì hoài gì. Chốt cho em mã 540 giúp em. 5 ngàn. Là sao? Chị nói thu hơn 5 ngàn. Thu hơn của chị 5 ngàn hả? Chắc là áo len như gì cộng thêm. Mã 540 giúp em nha. Một con đẹp nè mọi người ơi, một con đẹp nè. Con này free size nha. Con này free size nha mọi người nha. Con nâu tây, con này là vải tăm nha mọi người nha. Một con dạ tăm nha. Đây, con màu này siêu sang luôn á. Con này free size nha mọi người nha. Con này mặc vô mét. Chốt giá mã 579 giúp em. Mã 579 free size, con này đẹp quá mọi người ơi.
Chú em mã 579 nha. Trời, tại sao em không được ở xứ lạnh để diện với mấy cái con này? Đây đẹp quá. Cái này nó ở đâu? Nó cái kiểu hả? Chú em mã 579 nha mọi người ơi, con này free size 60kg đồ lại vừa đó. Chú em mã 579 nha. Trời, con này siêu mới luôn. Con này cái túi còn niêm phong luôn nha mọi người ơi, chưa mở ra luôn nè. Free size nha mọi người, chốt em mã 579 giúp em. Mã 579 nha. Chốt em mã 579 nè, con này đẹp nè mọi người. Ủa chả này cũng không chịu là sao? Vô ra 5-7 ngàn, 10 ngàn bình thường chị chả bao giờ hỏi. Nhiều khi mấy bạn đó quên không phối cho chị cái gì. Một con caro free size nè mọi người. Một con caro free size màu rực rỡ. Con này free size nha. Chốt giùm em mã 773 giúp em. Free size chốt giùm em mã 773 nè. Free size nha. Chốt giùm em mã 773 giúp em nha mọi người nha. Mã 773 nha mọi người. Mã 773. Mã 773 nha mọi người nha. Hình như giờ này mọi người đi ngủ hết rồi. Trời mát quá đi ngủ. Hả? Trời mát quá đi ngủ. Ở Hà Nội giờ chắc cũng trời mát mà. Sao không gọi, em gọi về quê vẫn kêu nóng mà. Một con đỏ free size nha mọi người nha. Một con đỏ nút cúc cúc sừng nha mọi người nha. Đây, con đỏ nha. Một con đỏ cúc sừng nè, free size. Chốt giùm em mã 786 giúp em. Mấy con cúc này còn vậy. Bỏ con nào lấy lại con nào. Mã 786 nha mọi người nha. Hôm con này 55kg thôi mọi người ơi, 55-58kg đổ lại thôi. Chốt cho em mã 786. Trời ơi, con đỏ dễ thương chứ nè. 55kg thôi nha mọi người. Mã 786 giúp em. Con đỏ. Mã 786 nha mọi người. Chị Thanh Thảo ơi, cái con này nó bị nãy em mặc vô cái nó bị rớt nữa cái cúc xà cừ ở đây. Em sẽ dán lại cho chị nha. Không thì em không biết là ở ngoài có bán hay không á. Đây nè, nó bị rớt nữa cái cúc xà cừ. Tí nữa em sẽ dán lại cho chị nha. Tại vì thường mấy cái này ở ngoài không có bán đâu. Chỉ có hàng chuyên ngành mới có thôi à. Đây. Tí em sẽ dán lại cho chị như thế này. Để tắm sau em chúc cho Thanh Thảo nha. Rồi, một con đẹp như thế này nha mọi người nha. Một con đẹp nè. Một con đẹp như thế này nha, hàng hiệu. Cái hiệu của nó in lên một cái miếng màu đỏ, miếng gì ta, inox luôn nha mọi người nha. Một con ngắn nha, con này 50-55kg thôi nha mọi người ơi. Con này 50-55kg, một con ngắn như thế này 50kg thôi, tay lỡ nha mọi người ơi. Con này là vét hè nha mọi người ơi, vét hè. Chốt giùm em mã 536 giúp em.
Mã 536 nha. Ủa Shopee có bán hả chị Daisy? Shopee có bán hả? Rồi ok, chị sẽ lên đặt. Tại vì chị mua ở đây chị không có thấy bán. Chốt giùm em mã 536 giúp em. Mã 536 một con ngắn như thế này nha. Con này 55kg đổ lại vừa. Mã 536 nha mọi người nha. Mã 536. Nào lên Shopee mua một đống cúc đẹp vậy đi. Không, chị nhớ là để chị đi search mua cúc mà cái loay hoay chị quên mất. Khi nãy giờ vẫn âm thầm coi à. Nhưng mà không thấy được. Con này bự quá nè mọi người ơi. Con này bự quá ha. Một con tím ngắn nha. Con này 55-58kg nha. Tối nay em sẽ lên áo len siêu phẩm nha mọi người nha. Khoác len và len chui siêu phẩm. 55-58kg nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 546 giùm em. 55-58kg chốt giùm em mã 546 nha. Mã 546 nha mọi người ơi. Một con đỏ tím như thế này. Chốt giùm em mã 546 nè. Em like mà buồn ngủ luôn. Cái gì nhỉ? Chút phải đi thay chứ nó dần dần nó bị dị. Em lên thế giới di động đi. Hết bát kẻ rồi chị ơi. Một con đỏ nè mọi người ơi. Con này của Closet nha. Con này siêu ấm áp. Con này rất là ấm nha mọi người nha. Đây. Con này tay bự. Con này free size, rất là ấm nha mọi người nha. Con này free size nha, ấm vô cùng. Chắc em hết rồi đó Thanh Thảo ơi. Có một con super siêu phẩm thứ thôi à. Con này free size nha, chốt giùm em mã 587 giúp em. Mã 587 nha, rất là đẹp. Nè. Con này là những con chú tuần lộc nha mọi người, cái này là Noel nha. Thảo này mình nó cũng buồn. Đây, mã 587 giúp em nha, một con giày nha mọi người nha. Mã 587 hoài tiết rất là đẹp. Kêu cho buồn đã rồi. Cái gì là vẽ lên người tá lã à vậy em? Trời ơi, có một con trắng kem đẹp lắm nè. Ai là fan của tim ngắn đâu. Một con trắng kem nè, crop top cưng chưa? Con này free size nha, chúc cho mấy mã 565 nha mọi người nha, mã 565. Mã 565 giúp em, con này rất là đẹp nha mọi người. Con này 55-58kg thôi nha mọi người. Mã 565, con này sang chưa, quý tộc chưa mọi người. Mã 565 giúp em nha. Con này nó có cúc ở lên tới trên này luôn nha mọi người nha. Đây nè, nó có cúc lên tới hết luôn nha mọi người nha. Mọi người bỏ cái này vô trong này nè. Cài là như thế này, nó được hai kiểu cổ nha, hai kiểu cổ Wistock chưa. Đẹp hả? Cài luôn. Nó đau rồi ta. Cao dữ. Con trắng kem này đẹp lắm mọi người ơi. Đây, có hai kiểu cổ nha mọi người nha, rất là đẹp.
mã 565 giúp em nha mọi người nha. Con này mùa đông mặc tuyệt vời. Sao nó sang quá vậy ta? Mã 565 giúp em nè. Con này rất là sang nha mọi người. Tay bằng áo luôn nè. May rất là đẹp. Mình đẹp xong mình tự khen luôn. Mã 565 nè. Năm cháu chị Vân Lê nè. Đẹp quá. Chị Vân Lê này có đơn không chị, cho em xin lại số điện thoại nha. Trời, Quỳnh tạm lên sau rồi. Chị Quỳnh cũng thích mấy con ngắn vậy mà. Sao lên ngoài mới thấy lên vậy chị? Bạn chậm. Một con freestyle baby doll. Một con free size nha mọi người ơi, con này baby doll nha. Con này free size, chốt giùm em mã 12 nha mọi người nha. Mã 12 dạng baby doll. Chốt giùm em mã 12 một con xám nè. Baby doll mã 12 giúp em nha, một con xám dài mã 12 giúp em nè. Ok chị Vân Lê nè. Có một con ngắn đẹp nữa nè. Em thấy số chị Vân Lê rồi ạ. Kìa bà cho để gửi chuyển khoản lại kì kì kì. Rồi, một con ngắn đẹp nha mọi người ơi. Con này 50-55kg nha. 50-55kg chốt giùm em mã 751 giúp em. 50-55kg mã 751 nha. Con ngắn sang nha mọi người ơi, tim sang nha. Chốt giùm em mã 751 nha mọi người, con này siêu sang. 50-55kg, cái form này giống form tiếp viên hàng không nha. 50-55kg mã 751 giúp em nha mọi người nha. Mã 751 nè, con này đẹp nè chị Quỳnh nè. Này đẹp lắm mọi người ơi. Con này không có túi trơn thôi nhưng mà đẹp lắm. Bảy năm một chị Bim Bim cho em xin số điện thoại nè. Giờ mới được một con. Một con twist nha mọi người nha, một con twist đen nè. Con twist này thì không có cúc nha mọi người nha. Con này tim sang luôn nha mọi người ơi, châu châu kìa. Một con twist nha. Con này 50kg thôi. Chốt giùm em mã 755 giúp em. Em đi nãy giờ có con đó. Mã 755 giúp em một con twist đen nha mọi người nha. Con này cũng sang nha mọi người nha đây. Chốt giùm em mã 755 mọi người nha. Mã 755 nha. Con này đẹp đó mọi người. Con này rất là đẹp. À con này còn mới luôn. Trời ơi, những con này đã quá mọi người, còn mới nè. Còn túi còn niêm phong chưa có mở được. Mọi người về rút cái chỉ giùm em. Rút chỉ giùm em nha mọi người nha. Con này còn mới. Con này đẹp đó mọi người. Mã 755 nha. Con này là dạ twist nha mọi người nha. Mã 755 nè. 755 của chị Bảo Khanh Nguyễn. Mọi người có thích ghi lê không? Con này là ghi lê nha. Ồ, con dạ ghi lê nha mọi người nha. Con này free size, chốt giùm em mã 757 giúp em. Free size, mã 757 giúp em nha. Con này unisex, nam nữ mặc được nha mọi người, mã 757 nha.
Unisex chốt giùm em mã 757 một con màu nâu. Mã 757 nha mọi người ơi. Mọi người cố gắng chốt giùm em đủ 2 con nha. Đây một con ngắn nữa nha mọi người ơi, một con ngắn đẹp nè. Ok Hương Lê nè, giờ bị cho chị Hương Lê nha. Con này free size nha. Chị Bảo Khanh hả? Chị Bảo Khanh lấy hả? Con đó chị Bảo Khanh lấy là chắc chắn lấy rồi đó chị. Bảo Khanh khách quen bên em. Chú giùm em mã 757 giúp em. Con này đẹp nha mọi người ơi. Mã 757 một con crop top nha. Rất là cưng. Chú giùm em mã 757 nha. Con này đẹp lắm nè mọi người. Em bấm mấy nè. Chú giùm em mã 757 nha mọi người nha. Mã 757 con này đẹp lắm. Con này ngắn nè mọi người. Mã 757 giúp em. Bảy năm bảy em chốt chị Quỳnh Phạm nha. Em có một con twist ngắn đẹp lắm nè mọi người nè. Ôi, rất là đẹp nha mọi người nha. Nhưng mà nó bị một cái lỗi là ở đây nè. Hôm nọ em ủi nó bị dính cái ấy ở đây. Em sẽ cố gắng chà cho mọi người cho ra nha. Em sẽ cố gắng tẩy cho nó ra nha mọi người nha. Hiện tại nó bị như thế này thôi. Em sẽ tẩy cho nó ra nha. Ôi, cúc siêu đẹp luôn rồi mọi người. Một con twist nha. Một con twist nè. Rất là đẹp. Em thấy em không có duyên bán cái này hay sao chứ em thấy mọi người bán mắc lắm. Cái này mấy chị khác bán mắc lắm, mấy trăm ngàn không à. Tại sao bán vẫn được mà em bán ế chè luôn. À, con này sang lắm. Con này 50-55kg nha mọi người nha. Rất là đẹp nha mọi người, cúc này rất là đẹp. Chỗ này em sẽ tẩy cho mọi người nha. Cái này tẩy ra mà rất nhẹp. Ra nó. Cái này nó chỉ ăn ở trên bề mặt chứ nó không có thấm ở trong nha mọi người nha. Chốt giùm em mã vàng nha mọi người nha. Mã vàng giúp em. Cúc siêu đẹp. Chốt giùm em mã vàng nha mọi người nha. Mã vàng giúp em. Mã vàng nha. Con này đẹp lắm mọi người ơi. Chốt giùm em mã vàng nha. Dạ 79 ngàn nha chị ơi. Mã vàng giúp em. Mã vàng nha. Vàng chốt chị Quỳnh Phạm nè. Con này mà nó tẩy không ra, em tẩy chỗ này không ra sạch đó, em tặng chị Quỳnh luôn. Về lấy bộ cúc thôi là cũng đã nữa. Lấy bộ cúc thôi cũng phê nữa, thiệt đó mọi người, đẹp lắm. Con này tẩy không ra tặng Quỳnh, Quỳnh về Quỳnh mặc ở nhà. Một con xám ngắn nha mọi người nha, một con xám ngắn nha. Con này còn mới, còn nguyên tem kiểm định luôn nha mọi người nha, còn mới nè. Con này 50-55kg nha mọi người nha. Con này là da lộn lông nha mọi người nha. Một con da lộn lông nè. 50-55kg nha mọi người. Chốt giùm em mã xám. 50-55kg mã xám giúp em. Mã xám nha mọi người. Chốt giùm em mã xám nè. Chốt giùm em mã xám nha. Chào chị Thu Thủy nè. Một con ngắn nữa nè. Một con ngắn nha mọi người. Con này free size. Con này cưng lắm. Con này free size nha. Đai bên hông nha mọi người. Đây. Con này cưng vô cùng. Free size nha. Cái nắp nó bự nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 936 giúp em.
mã 936 nha mọi người nha. Mã 936 nè. Em chốt cho chị chơi vỏ nè. Một con giày nha mọi người nha. Con này mặc mùa đông thôi nha mọi người ơi. Mùa hè mà không nổi đâu, nóng lắm. Con này dày nha, lót ở trong nữa. Con dưới này. Con này 58kg đổ lại vừa nha mọi người ơi. 58kg đổ lại vừa. Con dưới này nha. Con này phong sang dành cho những chị công sở. Mình đi làm công sở mùa đông á mọi người. Chốt giùm em mã 937 giúp em. Mã 937 nha mọi người nha. Mã 937 giúp em nha. Con này 55-58kg rồi lại vừa mã 937. Nó có hột hột như thế này nha mọi người đây. Chốt giùm em mã 937 nè. Mai mấy bạn gọi chốt đơn, chị nhận mấy bạn chốt đơn giùm em nha chị Thảo. Giờ em để một bên rồi. Mã 937 giúp em. Mã 937 đẹp nha mọi người nha. 937 chốt chị Thu Thủy nè. Em xin lại số điện thoại nha chị. 937 chốt vỏ Thu Thủy à. Xanh nè, một con xanh free size nha. Con này cúc siêu đẹp nha mọi người ơi, free size. Chốt giùm em mã 03 giúp em. Con này 60-65kg độ lại ok luôn á. Một con hàng hiệu luôn nha mọi người. Chốt giùm em mã 03 free size. Ok, 936 dự bị cho Bim Bim nè. Con này free size nha mọi người. Ồ, con này 60-65kg độ lại mặc vừa luôn á mọi người ơi. Rộng, em mặc khá là rộng. Chốt giùm em mã 03 nha. Con này được bộ cúc đẹp nha mọi người ơi, bộ cúc rất là đẹp. Chốt giùm em mã 03 giúp em. Con 03 chốt cho chị Thu Thủy nè, con này sang lắm chị 03 ơi, chị Thu Thủy ơi. À con vàng đó nó không có sang á chị, cho nên em bỏ ra. Nó không có đẹp để bữa nào em bán hàng phổ thông. Chị thích thì em lên em bán luôn cho chị, con đó em lấy 39.000 thôi. Đây, con 03 rất là đẹp nha. Ok, Thu Thủy nè. Cái vải của nó hơi mềm. Con 03 này đẹp lắm mọi người. 03 này siêu đẹp luôn nè. Ai lấy này chốt giùm em mã 03 nha. Đây. Con này nó không có sang. Trong này vẫn có lót nha, con vàng này thì vẫn có lót nè. Chị 52kg dạ, 52kg mà con nó rộng lắm chị. Đây, tay bồng ngắn dễ thương. Đây, con này em lấy 39.000 thôi. Nhìn cưng nhưng mà cái vải của nó không có được xịn như mấy vải kia. Đây mọi người, cưng ha. Trời, mặc lên nhìn cưng vậy ta. Chốt giùm em mã 542 giúp em. Mã 542 con này khoảng tầm 55kg đổ lại thôi. Em 45kg em mà cũng vừa vừa luôn nha mọi người. Tay như thế này nha. Chốt giùm em mã 542. Con này mọi người mặc áo luôn, đi làm luôn, khỏi phải khoác gì hết. Con này là dạng áo á mọi người. Áo dạ để mình đi làm mình mặc á. Đây. Mã 542 giúp em. Trời cưng quá. Mã 542 nha. Rồi con này chốt cho chị Cẩm Anh nhưng mà backup cho chị Quỳnh nha. Con này 39.000 thôi. Chị Cẩm Anh cố gắng lấy giúp em hai con thì em mới đi được nha mọi người nha. Con này cưng quá nè. Con đó em chốt rồi nha chị Anh Minh. Phía sau em chốt rồi. Cưng vô cùng luôn. Con này mình mặc áo đi làm á chứ không phải khoác đâu. Hàng chi em thấy nó hơi mỏng mỏng, em tưởng là khoác mà mỏng chất như thế này thì không được.
nhưng mà nó là áo. Bên em không hỗ trợ đồng kiếm nha, chỉ cảm ơn thôi. Backup cho chị Quỳnh Phạm nha, với lại chị Thủy nha. Chị không đủ đơn thì tụi em sẽ để cho chị, hai chị. Con này 55kg đổ lại nha mọi người nha. Con này 55kg đổ lại nha mọi người nha. Con này là dạ nha. Con này là dạ. 55kg đổ lại. Chốt giùm em mã 327 giúp em. 55kg đổ lại mã 327 nha. Con này rất là sang nha mọi người. Trời ơi, con này đẹp lắm. Chốt giùm em mã 327 giúp em nè. Mã 327 nha. Em 45kg em mặc vừa luôn. Tại vì vai của em ngang. Vai em là vai ngang. Nhưng mà nách vẫn còn rộng nha mọi người. Đây, rất là sang. Chốt em mã 527. 50-55kg đổ lại vừa nha. Mã 527 giúp em. Mã 527 một con. Con này là màu rút. Màu rút nha. Mấy con ngỗng kế bên nhà nó lớn rồi nên nó la ấm sùm. Ngày xưa một ngày đó là 2-3 tiếng. Bây giờ một đầu tiếng nó la quá trời quá. Sao nó lớn nó phải la. Sao nó lớn nó phải la. Nó lớn rồi thì nó la nhiều. Giống như mình lớn rồi mình nói nhiều. Như em cu bây giờ có biết nói gì đâu mà nói. Một con đen nha mọi người nha. Một con đen. Một con đen đẹp nha mọi người ơi. Con này 55kg quay đầu nha mọi người ơi. Tại vì cái nách của nó fit thôi chứ nách nó không rộng lắm. 55kg quay đầu. Chốt giùm em mã. Dạ không nha chị Quỳnh Anh ơi. Chốt giùm em mã đen nha mọi người nha. Đây đủ cúc nha mọi người. Em nghe cái cỏn cỏn cỏn. Em tưởng là bị rớt cúc chứ ai về đủ nè. Hello Như. Hồi nãy hứa để cho Như con vàng mà Như con lên bán mất tiêu rồi. Chốt vô em mã 927 giúp em. Mã 927 nha. Mã 927 giúp em nha mọi người. Con này siêu sang luôn. Mã 927 giúp em. Con này đẹp nha mọi người. Mã 927 nè. Chị Thủy có lấy con này nhông chị Thủy nè. Mã 927 giúp em nha. Trời ơi con này sang quá nè mọi người nè. Rồi lại khóc nữa. Sáng phải lên chào tiếng. Chiều phải chào tiếng phải đi đâu mất tiêu. Con này free size nha mọi người nha. Con này free size. Con này dáng dài blazer nha. Con này cổ vét dưới này free size nha mọi người nha. Con này rất là hay. Con này cổ như thế này nha mọi người ơi, xéo xéo như thế này. Con này free size nha mọi người nha. Free size nè. Chốt giùm em mã 584 giúp em. Con này bao nhiêu ký mà cũng vừa nha mọi người ơi, 45kg như em mặc cũng vừa luôn. Con này kiểu rất là hay nha. Trời ơi, túi vẫn còn chưa mở luôn nha mọi người ơi. Những cái này nó hay quá. Chưa có cái nào mở túi hết trơn á. Còn niêm phong hết. Chốt cho mấy mẹ 584. Ông thấy như cái xong gã đó luôn rồi. Mẹ 584 giúp em. Con này đẹp nè mọi người. Mẹ 584 nha. Áo thì có liên quan gì tới giày không? Không đúng không? Mã 584 nha mọi người. Sao gã nó đi vậy? Giờ này Như không ngủ hả Như? Năm
584 của chị Châu nè, Châu nè. Trời đất ơi, Châu ơi là Châu. Một like mới được một con. Một like mới được một con. Một con màu lạ đẹp nè mọi người, một con họa tiết thổ cẩm nha. Một con họa tiết thổ cẩm nè mọi người ơi, cưng chưa nè. Đây. Con họa tiết thổ cẩm nha. Con này 58kg đổ lại vừa nha mọi người nha, 58kg đổ lại vừa. Chốt cho mấy mã 582 giúp em. Họa tiết thổ cẩm siêu đẹp. Mã 582 giúp em, con này rất là đẹp nha mọi người ơi. Mã 582 nha mọi người nha. Mã 582 đẹp vô cùng. Mã 582 giúp em. Trời ơi, con này đẹp lắm nè. Mã 582 cho chị Thu Thủy nha, con này đẹp lắm Thủy ơi. Mã 582 nè. 582 chốt chị Võ Thu Thủy. Quỳnh lại chậm một bước. Mạng này chị Quỳnh chậm. Con này free size luôn nha mọi người ơi. Con này 60kg độ lại vừa luôn. Con này nó dáng nó vừa, nó không có bị over. Chỉ là cái tay nó rộng thì mình mặc được thôi. 55-58kg độ lại vừa hết nha mọi người nha. Chốt cho em mã 554 giúp em. Mã 554 nha. Con này cái form hơi giống twist nha mọi người nha. Chốt cho em mã 554 nè. Mã 554 nha mọi người nha. Con này mọi người làm áo đi làm cũng được. Mình mặc một cái áo giữ nhiệt ở trong á mọi người, xong làm áo đi làm cũng được nha. Chốt giùm em mã 554 giúp em. Em mặc con này bị rộng. Rồi một con da lộn dạng kiểu măng tô nha mọi người nha. Con da lộn kiểu măng tô. Ở trong đây một lớp lót như thế này nha. Trời ơi, hiệu siêu xịn sò luôn nè. Ở nước ngoài họ xài mấy cái đồ đông này xịn lắm mọi người, chứ không phải như bên mình là xài hàng Quảng Châu đâu. Đồ đông toàn là hàng hiệu không. Con này dạng măng tô dài nha mọi người nha. Rồi cưng chưa? Siêu đẹp luôn nha mọi người nè. Một con nâu da lộn nha mọi người. Nhưng mà da lộn này da lộn có lông nha. Một con lớp da lộn có lông rất là đã nha mọi người nè. Con này 55-58kg vừa, 60kg cũng ok mọi người. Em thấy khá là rộng, nắp rộng. Nhưng mà em mặc cái form thì lại ok. Chốt giùm em mã 770 nha. Con này đẹp lắm mọi người. Mã 770 giúp em. Cổ vét nha mã 770. Bé chấm một phát rồi bé, cho nó sáng. Đó đẹp chưa? Chốt giùm em mã 770 nha. Mã 770 giúp em nè. Con này sang lắm. Mã 770 nha mọi người, mã 770 nè. Đây, ở trong lót siêu đẹp. Một con một lớp nha mọi người nha. Một con một lớp màu kem. Một con một lớp màu kem nha. Con này 50-55kg nha. Con này dạng twist, twist không có lót nha mọi người nha. Twist một lớp nha. Chốt giùm em mã 544 nha mọi người. Con này 55kg độ lại vừa. Mã 544 một con cổ vét như thế này nha. Chốt cho em mã 544 nha. Mã 544 giúp em, một con tuyết màu kem. Mã 544 nè.
Một con da lộn đỏ nha mọi người nha. Một con đỏ nè. 544 chú cho Châu Châu. Không phải, sorry. Con này ở trong nha mọi người, ở trong lót caro. Con này free size nha mọi người nha, một con đỏ free size, con này rất là đẹp. Chốt giùm em mã 589 nè. Một con đỏ free size mã 589 giúp em. Mã 589 nha mọi người nha. Mã 589, một con đỏ free size. Con này mọi người đeo beo đẹp nè mọi người. Mã 589 giúp em. Chốt cho em mã 589 nha. Đẹp mà một lớp. Ủa con này ở trong nó ờ con này một lớp. Đúng là một lớp rồi chị. Con này xịn vô cùng. Trong này nó làm cái túi nó cưng lắm nè. Trời ơi, một lớp này mặc em thấy nóng bỏ sừ luôn. Kìa. 589 chốt cho chị Võ Thu Thủy. Đây, một con đẹp nha mọi người, một con màu màu kem nha. Một con kem nha mọi người nha. Con này 50kg thôi nè mọi người. Con này 50kg thôi. Em chốt mất rồi gì bim bim. Con này 50kg thôi nha mọi người ơi, chốt giùm em mã 519 giúp em. 50kg thôi nha mọi người, chốt giùm em mã 519 nha. Con này form đẹp. Năm mươi ký thôi nha mọi người, mã 519 giúp em. Mã 519 nha. Mã 519 nha mọi người, chị Winnie bay tới rồi hay sao vậy? Đẹp nè. Trời ơi, bảo lộn 5 giờ mới bay là. Trời đất ơi. Không là nằm chém chè ở ở trong khách sạn ngủ đẻ không? Giờ đây lăn lê ngoài sân bay. Con này free size nha mọi người nha, con này free size. Con này 60 65 kg ok hết. Dạ rồi nha. Chốt giùm em mã 747 giúp em. Free size nha, mã 747 phong cổ điển nha mọi người, có cầu vai. Mã 747 giúp em. Mà sân bay Liên Khương nó cũng xa Đà Lạt đúng không chị, đâu có quay về được. Nằm ở sân bay luôn. Chốt em mã 747 nha, con này 60-65kg nha mọi người ơi. Mã 747 giúp em, con này đeo beo đẹp. Bé đưa gì cái beo. Nước hả? Cái beo. Dạ rồi nên lặng tay. Em cũng già rồi nên lặng tay. Rồi con này đeo beo đẹp nè mọi người. Cưng chưa? Mã 747 giúp em. Ờ đúng rồi, cho nên là không có về được. Giờ ngồi ngoài luôn, giờ mấy giờ rồi? Mới có 3 giờ 20 à.
Mới có 3:20 là ngồi ngoài. 5 giờ bay. Winnie ơi, tối nay em lên áo len á. Chị Winnie có một con len lông nha. Len lông mà màu tím pastel. Ghê không? Nó đẹp ơi là đẹp luôn. Winnie về kịp coi không? 5 giờ bay tới Sài Gòn 45 phút à. Thôi được 2 giờ. Chú tó dễ thương. Ngồi từ 2 giờ. Ủi rồi chị Wendy không biết bản nằm ở đâu luôn rồi. Để tí em có em chụp cho coi đẹp lắm. Tím pastel nữa chứ. Con này dễ thương nha mọi người ơi, free size nha. Một con là free size nha mọi người, cút là cút gỗ nha. Con này là cút gỗ nâu nha. Chú giùm em mã 538, mã 538 giúp em. Free size chú giùm em mã 538 nha. Mã 538 nha mọi người ơi, con này nó có một con chó ở đây nha mọi người đây, một bạn chó. Chú giùm em mã 538 nè, mã 538 giúp em nha. Thì Ngọc đi qua coi coi có con len lông đó. Tím vẫn là màu chị yêu thích. Ủa không yêu hồng yêu đồ nữa hả? Với lại có mấy em theo theo cưng lắm. Con này free size nha mọi người nha. Con này free size. Màu gì chị Nhân Hảo ơi? Con này free size nha mọi người nha. Con này free size. Trời ơi đúng lẩn thẩn thiệt rồi. Gì vậy? Con này free size nha. Trừ màu xanh không thích thôi đúng không? Chú giùm em mã 532 giúp em nha. Mã 532 nha mọi người ơi. Free size mã 532 nè. Không, chân váy em mặc không có bán nha. Em cái này là em mua nguyên set. Em lấy cái chân ra em mặc. Còn cái áo. Chú giùm em mã 532, con này free size 60 65 kg ok nha. Mã 532 giúp em. Ủa cái con chân váy này mọi người sao thấy được xếp ly không? Em thấy nó túi thui mà sao mọi người thấy được? Có dáng ngắn tay dài á. Ủa đang hot trên là form dài mà ta. Một con twist nha mọi người nha. Một con twist đẹp nè. Một con twist đẹp 50kg nha. Chốt giùm em mã 712. Một con twist đẹp 50kg. Mã 712 giúp em. Rồi cái cúc nó đẹp thô rồ luôn. Mọi người coi cái cúc nó nè. Chốt giùm em mã 712 nha, một con hàng hiệu nè. G&B nha mọi người ơi đây. Nó thêu luôn ở trong một cái áo nha mọi người, nó thêu luôn. Đây. Con twist đẹp nè mọi người. Mã 712 giúp em. Tại vì nó có dập ly thôi chị à. Chứ còn nếu mà không phải em đẹp mà mặt nó đẹp đâu, tại vì nó có dập ly. Mã 712 giúp em nha. Mã 712 nè. 712 chúc chị Cẩm Anh. Tóc rối Linh Vân sau rồi chị. Chị tóc rối Linh Vân sau rồi. Một con báo đốm nha mọi người nha. Một con báo lô đốm. Con này là 79 ngàn nha chị Cẩm Anh ơi. Bộ
con báo đốm nha mọi người nha. Con này nhỏ lắm mọi người ơi. Con này 48kg quay đầu. Em 45kg mà cũng fit luôn rồi. Con này 48kg quay đầu thôi nha. Con này 48kg quay đầu nha mọi người. Một con báo như thế này. Chốt giùm em mã 778 giúp em. Mã 778 nha. Con này 45-48kg thôi nha mọi người. Mã 778 giúp em, hay là do vai em ngang cho nên em mặc nó vừa luôn đó mọi người. Nó fit luôn nha. Mã 778 giúp em nha mọi người nha. Con này lót ở trong hết. Con này nhỏ. Một con cưng vô cùng nè mọi người, một con hàng hiệu. Một con hàng hiệu siêu cưng nha mọi người đây. Ngoài ra nó có một lông nha mọi người, lông như lông cừu vậy đó. Con này free size. Chốt giùm em mã 533. Con này free size nha. Chốt giùm em mã 533 giúp em. Mã 533 nha. Ui con này đẹp quá. Đây, chốt giùm em mã 533 giúp em. 778 chốt cho chị gì kìa? Bim bim. 778 chốt bim bim ạ. À. Chốt giùm em mã 533 nha mọi người nha, mã 533 giúp em, con này cưng lắm. Mã 533 free size, mã 533 nha mọi người. Một con xám thêu nha mọi người nha, một con xám thêu, ở đây là thêu nha. Đây là thêu nha. Con này sang nha mọi người. Con này 55kg đổ lại. 55kg trở lại vừa nha mọi người nha. 55kg đủ lại vừa nha mọi người. Con này xám thêu nha. Ở đây lá thêu hết nha mọi người nha. Đây. Thêu. Thêu. Chốt giùm em mã 70 nha mọi người nha. Mã 170 giúp em. Mã 170 giúp em nha. Mã 170 nha mọi người. Con này 55kg quay đầu thôi. Mã 170 giúp em. Mã 170 nha. Con xám lông hai bông. Một con xám này à. Ừ, lông bông rồi. Bảy chín ngàn nha chị ơi. Bên em không hỗ trợ đồng kiểm nha. Một con dạ dáng blazer nha mọi người nha. Con này 50-55kg quay đầu. Chốt giùm em mã 759 giúp em. Mã 759 giúp em nha. 55kg quay đầu nha, 58kg cũng ok luôn. Chốt giùm em mã 759 nè. Mã 759 con này là pha nha mọi người nha. Một con này là nó pha pha như thế này nha. Chốt giùm em mã 759 nha mọi người ơi. Mã 759 nè. Con này dáng đẹp, dáng blazer nha mọi người, rất là đẹp. Mã 759 giúp em. Mã 759 nha mọi người, con này rất là đẹp. Con lông đây nha chị. Con xám lông đây nha chị ơi. Con này xám lông rất là đẹp, free size nha. Free size chốt giùm em mã 533 giúp em. Mã 533 nha, con này free size. Free size chốt giùm em mã 533 nè. Mã 533 nha. Một con xám đẹp quá nè. Mọi người có coi nữa không? Không coi nữa em lên hết con này em nghỉ nha. Tối em lên lên siêu phẩm nha. Một con xám free size nha mọi người nha.
một con xám free size nè. Con xám thì dạng bomber nha mọi người ha, cho nên là ai mặc cũng đẹp hết. Đây, con này free size nha, chốt giùm em mã 259 giúp em. Free size mã 259 giúp em nè. Chị đang thích hả chị Quỳnh? Mã 259 giúp em nha. Trời ơi, nhà em còn nhiều lắm. Con này free size mã 259 nha mọi người ơi. Mã 259 nha. Con này free size dễ mặc quá. 259 em chốt cho Thanh Thảo nha. Chị Thanh Thảo không lấy con hồng hồng, con long long kia hả? Long long kia đẹp lắm. Một con đỏ nha mọi người nha, một con đỏ nè. Con này 55kg nha mọi người nha, một con đỏ nè. Con này 55kg nha mọi người ơi. Con này dành cho những chị lớn tuổi hoặc mình mua về cho ngoại, cho nội á nha. 55kg chúc giùm em mã 501 giúp em. Con này sang nhưng mà tiêu form hơi đứng. Chúc giùm em mã 501 giúp em nha. Mã 501. Con này 55kg quay đầu thôi nha mọi người ơi. Ủa gì vậy? Mã 501 giúp em. Mã 501 nha. Một con caro nha mọi người nha, một con caro nè. Con này ở trong lót lông nha mọi người nha. Ở trong là lót lông hò xám như thế này. Con caro free size nha mọi người ơi. Con này caro free size nè. Cúc là cúc như thế này nha mọi người nha. Free size nha mọi người nha, chốt giùm em mã 521 giúp em. Mã 521 mọi người nha, free size. Chốt giùm em mã 521 nè. Mã 521 nha, con này rộng đó mọi người ơi, con này 60-65kg ok, mã 521. Mã 521 giúp em. Mã 521 mọi người nha. Một con bến Thượng Hải nè mọi người ơi, một con bến Thượng Hải nha. Con cúc tàu như thế này nha. Con này 55-58kg vừa nha mọi người ơi, một con cúc tàu. Chứ chị em mã 748 giúp em. Mã 748 nha mọi người nha. Mã 748 nha mọi người, siêu đẹp. Chốt giùm em mã 748 nè. Con này đẹp lắm mọi người. Con này nó ngắn vừa, mọi người mặc áo đi làm cũng được, không có cần phải khoác đâu. Mệt quá. Mã 748 nha mọi người ơi, con này mọi người mặc áo đi hãy làm đi. Mặc áo thôi đừng có khoác, con này siêu đẹp. Thôi em off nha mọi người nha. Tối em sẽ lên áo len siêu phẩm nha mọi người nha. Tối 7 giờ em lên len siêu phẩm khoác có, áo có nha mọi người nha. Đây. Cảm ơn mọi người, bye bye mọi người nha. Cảm ơn chị Quỳnh rất là nhiều nè, ủng hộ tụi em nè. Có ai chưa đủ đơn không ạ? Chưa đủ đơn thì tối lên chốt áo len mọi người nha.
ai muốn nói gì với em không? Rồi bye bye mọi người, tối nay em lên nha, mọi người lên chọn nha. Bye bye mọi người.